À, Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có vài điều muốn hỏi, con mong thầy giải đáp giúp con. Một, con hay đi học về khuya, đi qua mấy nơi tối thì con có cảm giác ai đó đang nhìn vào, đang nhìn và đi theo con và dựng da gà lên. Vậy con hỏi thầy cần làm gì để hết những điều đó? À, các cụ nói là gì? Thần hồn nát thần tính là chỗ đó. Thậm chí cũng có thể là các cụ ngày xưa nói là yếu bóng yếu vía thì hay gặp những cái đó. Thì tốt nhất thì bạn này đang đi học, mà nói là các bạn này còn đang đi học, tức là còn trẻ đang đi học, hay đi học về khuya qua những cái nơi tối thì hay có cảm giác như thế. Tốt nhất thì bạn này nên học lễ thuộc chú Đại Bi, học thập thuộc chú, học thập là Đại Bi thập chú, và đặc biệt là hai câu thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam Án Lam Án Lam Án Lam Án Lam đó. Và văn thù thân chân ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm Án Sĩ Lâm Bổ Lâm Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, thì trước khi đi học thì nên đọc câu thần chú đó khoảng 21 hoặc là 108 lần. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn Án Lam Án Lam Án Lam Án Lam Án Lam đọc 21 lần hoặc là 108 lần, và đọc câu thần chú là gì, văn thù thân chân ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm Án Sĩ Lâm Bổ Lâm Án Sĩ Lâm Bổ Lâm 21 lần hoặc 108 lần. Trước khi đi học hay đi đâu đó thì nên đọc câu thần chú đó, và khi đi qua những người tối tối đó thì cũng nhất tâm đọc câu thần chú đó, thì dần dần sẽ không còn cảm giác đó nữa. Và đặc biệt là gì, nên học thuộc Đại Bi Thập Chú và trì tụng hàng ngày để cho nó tăng trưởng công đức phúc báo trí tuệ của mình lên, và tăng trưởng cái năng lượng của mình lên, cái dương khí của mình lên, vân vân. Nói theo bên đạo một chút, tức là bên đạo giáo một chút, là gọi là dương khí, âm khí và dương khí, nhưng mà nói theo nhà Phật thì gọi là công đức phúc báo quang minh trí tuệ, vân vân đó. Thì dần dần thì sẽ hết rồi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.